Hello mọi người nha, hôm nay mình sẽ thám hiểm nhà hoang nha. Và mình sẽ cùng với Trần Tất Sung TV sẽ thám hiểm nhà hoang nha. Nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người hãy cho tên mình xin một like nha mọi người. Rồi ok, cùng nhau let's go thôi. Cảm giác của mình hôm nay rất chi là sợ. Thì mình cũng thế mà. Ok. Để mình xem buổi tối có gì đặc biệt. Căn nhà này đã khoang khá lâu rồi nha mọi người. Thì mình đây cũng sợ lắm các bạn ạ. Căn nhà hoang này cũng rất khá chi là lớn. Đây là phía sau của nó nha mọi người. Ok, chúng ta dẫm phải mấy vỏ ấy rồi, có thể là vỏ ốc ấy. Đây là xung quanh nhà hoang nha mọi người. Đó, một căn nhà, một gì nhỉ, một bàn thờ. Còn đây là cảnh. Đây mọi người, đây là cảnh nhà hoang nha mọi người. Bọn mình sẽ tiếp tục khám phá một căn nhà hoang nữa nha mọi người. Đó chính là một căn nhà hoang ở phía kia. Rồi. Ok, chúng ta nét vô nào. Rồi ok nha mọi người. Let's go. Glu tiếp theo nha mọi người. Đó. Rồi. Và Trần Tất Sung TV cũng sẽ vào thăm cùng Sơn luôn. Ôi. Cái đèn flash chiếu không được ấy lắm. Đây nha mọi người, đây là một căn nhà hoang. Đây. Bỏ cách đây mấy tháng cho nha mọi người. Khoảng mấy năm rồi. Đây. Ở đây bỏ cách đây khoảng 1 năm rồi. Đây là một cái bể. Trước đây là một cái hồ, bây giờ nó bỏ rồi, giờ nước nó cạn hết luôn rồi còn đâu. Rồi, hai thằng mình sẽ đi vô nha. Mình cũng khám phá căn nhà hoang này 2 lần rồi. Vì thăm 2 lần đây, đó chỉ là ban ngày thôi. Đây là phòng 1. Cái gì vậy? Đi. Đây là phòng 2 nha. Còn đây là phòng thứ 3. Đây, phòng riêng cuối cùng đây nha. Rất chính là sợ. Và đây là phòng tắm. Phòng bếp là ở đây này. Phía sau đây có thể là phân xưởng của nó. Đây vốn là một nhà xưởng rồi. Tối quá. Ôi gió mà nằm chúng tôi hết hồn nha mọi người. Ok. À, chúng ta cũng ra xe và đi về thôi. Rồi, đi về. Rồi,
mình đã khám phá hai nhà hoang này nha mọi người. Nếu mà mọi người thích video của hai đứa bọn mình á thì nhớ cho mình một like, một share và đăng ký, và nhớ ấn vào cái chuông và để nhận những thông báo mới nhất nha mọi người. Tạm biệt tất cả mọi người nha. Tạm biệt nha, bye bye. Anh thương tâm không nắng.